Xin chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt dán một cái kéo. Mời các bạn theo dõi video của mình nhé. Ngọc ấy á. Mẹ ý là xe đấy đầy cũ rồi. Con nhà chị nó này. Mẹ thích xe mới. Sếp mình bảo là nói sau nó bảo vì con xứng đáng mà. Điên tất cả người. Đúng không, chị muốn nói. Ôi trời. Không nói lại nữa là. Ôi chú kêu hộ cháu thôi. Giờ cháu phải la chồng cháu đi nó khám bận rồi. Chú hộ cháu cái tối về cháu làm vẫn làm hàng ngày à. Vẫn làm cái đẹp chứ. Vâng. Giờ việc này cha hãy đi. Lại đi mô. Ai đi khám. Bệnh chi? Ôi chị đau lưng rồi người. Ôi chị đủ chỗ. Đây vấn đề gì? Tí còn vô anh lấy luôn nha cha. Chị trình đi đó. Ừ. Mà làm nhanh chứ chị cũng mới được có trăm mấy, trăm sáu chứ mấy. Uống đi, uống hết đi. Uống hết đi, uống đi. Uống đi. Rồi muốn đi. Hôm qua anh em chơi xong rồi là anh thấy mình mở tủ lạnh ra anh hiếm. Đây giờ về mình em tự nước đây này. Bông đi hồng cây. À, ý là hôm qua chiều qua ra anh hiếm xem bác mở tủ lạnh làm chi. Ai bông á? Bông. Mình không ấy, mình vẫn là mình nghĩ không? Mình nghĩ biết. Xong mình lấy thôi cái thạch ăn thầy. Đem thạch ạ? Ôi trời ơi, nhà lục tủ như một. Được rồi, cái hội ăn vặt thì mình biết rồi. Nên là ngó trước ngó sau xem là không có cái gì là bắt đầu cửa đấy. Về. Quấn. Ok, ăn. Ông mua lấy thủ công à? Hả? Mua lấy thủ công à? Mua trên nhà bái đây. Không, giấy đi là giấy da, ảo mà giấy đi chứ lấy màu ấy chứ. Cái màu nhưng mà giấy đi giày này. Em có cho bà Dung đấy. Dung không? Cho trên nhà bà đứa cái giày đúng không? Đúng rồi, đi giày bà Dung mỏng. Đúng rồi, cái đi giày mà dễ mà. Giấy giày hơi đi em lại ra vừa ra bà Dung mua 3 cây rồi đấy. Ồ, giấy đây không cắt được. Cắt vẫn mỏng dính mỏng. Đúng rồi, mà dán, em dán một dán thì em không dán được. Đâu rồi. Thế xong này để bóc ra để mình tận dụng đấy. Nhưng mà ý là dán vô đây cho nó đẹp. Lên đẹp. Thì dạng dán ở đây nhưng mà cái mi không phải bóc ra, viết cũng được này. Hoặc là đặt tại dán cũng được. Đấy, trên bàn đấy, trên nhà anh hoa. 18 tờ. Nhưng mà các con bạn, để mình lười ấy. Đúng rồi, chị mua nhà bà Dung Thiện, ô mẹ ơi nó mỏng. Vẽ cắt à? Vẽ cắt hoặc là cái nào mà cắt được thì mình cắt. Hiện là ưa hơn mấy cái hình trước của chị đó. À. Em đang nhìn được em cắt em vẽ ra em dán cái đấy. Dạ ơi. Gầy. Đang cắt cái bông hoa về thuyền rồi đấy. Mới được có 4 cái thôi. Thôi chị về đi làm cái tí này anh về cái để đi cùng anh. Cái lá đây. Ừ, đây em đang lấy cái lá đây.
bạn thân mến, đây là một cái kéo mình vừa mới cắt dán xong. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.